Ngon quá, ngon quá. Hôm nay nhà mình ăn 15. Bún gỏi già. Vậy là mấy người năm nay mà trồng rau rồi vô rồi. Mấy nhà là trồng nảy á. Anh mua thì mắc á, vô nhà vườn mắc lắm. Em hả? Em nha. Không hết, trong vườn á thì nó không có nhiều bao nhiêu hết trơn á. Mình đem ra tới đây á. Ôi, vô siêu thị mua rẻ. Dễ mang vậy đó. Nói vậy chứ nếu cái gì mà mắc ở ngoài á, ta cầm 200 ngàn cái mua rau. Mà đồ ở trên mình á ngộ lắm, anh không biết cái gì có giá hay không á. Anh chạy vô trong chỗ mà chữ thập đỏ á, nhà cháu từ thiện á, cái gì đây rồi. Đây là những bông gan nữa đậm đà. Hả phá túi nước trà, uống nước trà nè, nè này uống nước trà nè. Nó là bên Mỹ nóng. Chị Mai làm. Có máy nhỏ bột làm. Đi lớn đi. Lỗi già nữa nha. Đầu ngưng nha, đầu lần lỗi già nha. Mùng năm là không thiếu bánh này nha các bạn. Bánh này là bánh của người Hoa. Không thiếu bánh này. À. Bánh bá tạng. Bánh lá tạng phải không? Bánh nước trò. Là của người Việt Nam hả? Đây là bánh uống nước trò. Rất là ngon nha các bạn. Đây là nhãn Hà Nội. Có cái giải chứ, mình là cái nhãn.
Cái này làm khô hết không? Ờ. Mai bả nó làm mềm mềm. Mềm ăn ngon hơn anh. Ừ, cái này thấy ngon hơn. Cứng cứng thấy ngon hơn. Mình nó bánh mình làm mềm hơn á mày. Bánh này cao nè. Mềm của mình làm mềm hơn. Mình làm bằng cái máy cái cánh bột ăn dép nó khỏe hơn. Ăn dép vô cái máy lên bột là bột mềm hơn, nó ăn dễ nữa. Em này nó nhồi tay thiệt lắm. Bánh uống nước trà ngon. À, thấy không, cái tô lớn thì không có gì hết trơn á. Rau với bún với tôm nè, với thịt có gì hết. Rau với tôm à. Nè, tôm nằm dưới nè. Nè, thấy không, tôm nhóc đây nó ém dưới. Tôm lặn quá lặn. Lặn dưới. Có dừa mà. Có dừa, có dừa mới thành gỗ già. Dừa báo hả? Tôi là người đi xếp hàng mua dừa nè. Ê, chắc quên rồi. Ông thiếu gì? Thiếu là gì? Không có dừa. Đâu có dừa này. Chắc quên rồi. Chắc quá quên rồi. Dừa 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 có dừa mới đúng là gỏi già. Bữa nay mua dừa phải biết đất hàng á. Dừa nào á? Dừa, dừa khô quá hả? Không, mà món này là món gì? Gỏi già. Gỏi già, gỏi già. Gỏi già. Già đẻ ha, dê đê. Già già. Mình gỏi già hả? Ờ. Già 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 đâu. Con nghĩ là cái dương quá. Trẻ già. Bây giờ mình cũng bấm nhưng mà bún mắm nó có chua. Hay là nó chua là đậu lỗ thái. Đậu thái, mình thấy giống như lỗ thái à. Ý nãy mà hỏi á, làm giờ ăn nghe nói gỗ già, gỏi già. Nhưng mà chữ già dê rê. Ai, chữ già là cả. Già là lua vô miệng ăn á. Già vô ăn á. Dê rê. Gỏi già đó. Nghe ta hỏi là nó cũng ngủ hết không biết. Không biết thiệt. Không biết, không biết à. Giọt bệnh lăng trước là nhiều không bẻ ăn. Nhà nước trồng cho mình ăn á. Ở lần tao ra qua rồi đó. Ừ. Rồi hôm nay nhà mình ăn mùng năm, tháng năm Tết giữa năm của mình hôm nay các bạn. Video đến đây mình tạm dừng và kết thúc các bạn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Các bạn nào thích nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ, cảm ơn các bạn. Rồi bye bye các bạn.